Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại đớp lơ mốt hay còn gọi là các loại đớp lơ đấy. Thì các bạn có thể tải phần mềm tôi để ở dưới cái phần mô tả và liên hệ tôi qua cái Facebook tôi để ở dưới cái phần mô tả đấy. Đầu tiên thì có hai kỹ thuật đớp lơ áp dụng liên quan đến cách thức tạo ra sóng sóng âm, đó là sóng liên tục hay còn gọi là CW Doppler và xung xung plus world hay còn gọi là BW Doppler. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về CW Doppler. Đây là cái đầu dò có hai tinh thể với hai nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ thứ nhất là nó phát sóng âm liên tục. Nhiệm vụ thứ hai là nó thu sóng âm liên tục. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm, đó là không nhận biết được đặc điểm vị trí của cái điểm phản hồi của chúng ta. Ưu điểm của nó là nó đo được những cái vận tốc rất rất là lớn và chúng ta có một cái công thức để tính được cái đớp lơ này và tôi sẽ giới thiệu ở cái phần sau. Đây là cái chúng ta nhìn thấy chưa? Chúng ta nhìn thấy điểm khác biệt giữa CW và BW không? Nghĩa là xung xung sóng liên tục và sóng không liên tục chưa? Một cái nó sẽ phát và nó thu lại, còn một cái thì nó sẽ vừa phát mà nó vừa thu luôn. Đớp lơ liên tục thì với đầu dò là nó có hai tinh thể, một thì có chức năng là phát sóng liên tục và một có chức năng là phản hồi liên tục như tôi vừa nói đây. Phát sóng và thu sóng vận tốc v đây. Thì khi mà trùng sóng âm ấy, xuyên qua hai mạch máu cạnh nhau hay gọi là hai động mạch, hay là một động mạch và một tĩnh mạch, thì tốc độ ghi là được là tốc độ trung bình của tốc độ hai hai mạch máu đó. Cái thứ hai là sóng sóng không liên tục hay còn gọi là người ta ký hiệu là BK Doppler. Thì trên đầu dò BK Doppler ấy, người ta sử dụng một tinh thể vừa làm nhiệm vụ phát và vừa làm nhiệm vụ thu. Nhớ nhá, vừa làm nhiệm vụ phát mà vừa làm nhiệm vụ thu nữa. Chỉ một tinh thể thôi. Sóng âm được phát đi theo chuỗi xung dọc theo hướng hướng quét của đầu dò. Và xong thì chỉ một một cái xung phản xạ, một cái xung phản hồi tại vị trí lấy mẫu thôi. Gọi là cổng cổng Gator đấy. Thì được ghi nhận và xử lý. Thì kích thước và độ sâu của vùng lấy mẫu có thể thay đổi được. Nhờ đó là cái kỹ thuật này thì nó cho phép phân biệt tín hiệu Doppler tại các độ sâu khác khác nhau. Và khi mà nó phát ra sóng dạng xung được trùng trong Doppler xung. Doppler này là Doppler vừa nói, Doppler nó phản hồi không liên tục. Và thì nó có một tinh thể vừa chức năng phát và vừa chức năng nhận. Sóng âm sẽ được phát đi theo cái chuỗi xung dọc theo hướng của đầu dò. Xong thì chỉ xung phản hồi từ vị trí đặt cửa sổ gây letter và sóng volume thì được ghi nhận và xử lý. Sự kết hợp giữa hình ảnh siêu âm hai chiều và cung cấp thông tin về cấu trúc giải phẫu, vị trí cửa sổ và góc alpha. Doppler xung thì nó cung cấp thông tin về dòng chảy được gọi là Doppler sonography. Đây. Đây là chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của nó qua gray, hình ảnh gray và hình ảnh màu Doppler của nó. Chúng ta nhìn so sánh ảnh với nhau đi. Chúng ta thấy được điều gì nào? Các bạn tự nhận xét và sau đó nếu không hiểu thì comment xuống để cho mình giải thích nhé.
Tại vì giải thích cái hình này nó rất là nhằng và nó rất là dài. Ok. Và tín hiệu đơn đơn sung thì tín hiệu đơn đơn sung thu nhận được thể hiện cái dạng âm thanh, dạng phổ và dạng hình ảnh. Nếu mà ở dạng âm thanh ấy thì ta có thể phân biệt được dòng êm dịu liên tục của tĩnh mạch, dòng chảy phụt gọn cách khoảng của động mạch, dòng chảy phụt kéo kéo dài thô ráp của động mạch bị hẹp. Ở cái lý thuyết căn bản chúng ta sẽ thấy rằng phổ đơn đơ gồm có ba thành phần. Thành phần thứ nhất là thời gian, chúng ta nhìn thấy trục thời gian này, trục màu xanh này. Đấy. Thành phần thứ hai là trục tần số được mô tả là trục theo phương y, và biên độ của nó chính là được mô tả bằng độ sáng của phổ. Chúng ta sang một cái lý thuyết căn bản, cái thứ hai để mà chúng ta có thể hiểu được cái lớp BW lớp đơn sung này, thì hộp xanh được chỉ một điểm thời gian trong một cái chu kỳ tiêm thôi. Đây này, hộp xanh này chúng ta thấy không, những hộp vàng này nó thể hiện độ lớn của các tần số riêng biệt. Vào thời điểm xác định thì hộp hồng, màu hồng đây, thì các tín hiệu có tần số khác nhau sẽ được biểu hiện bằng những vị trí khác nhau trên phổ Doppler, bằng những mũi tên. Chúng ta có thể thấy những mũi tên không? Sự khác nhau về biên độ được thể hiện bằng độ sáng trên các thang độ sáng, và cùng với một tần số thì biên độ sóng càng cao thì phổ càng sáng. Nhớ nha, với cùng tần số biên độ sóng càng cao thì phổ nó lại càng sáng. Chúng ta có thể nhìn trong hình, chúng ta có thể thấy được. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng kích thước và độ sâu của vùng lấy mẫu có thể thay đổi được trong cái tín hiệu mà đơn đơ sung này, BW đơn đơ này. Trở lại cái BW đơn đơ đấy, kỹ thuật này thì nó được phân biệt tín hiệu đơn đơ tại các độ sâu khác nhau. Ở đây chúng ta có một công thức như vậy, ứng với mỗi vị trí được lấy mẫu được chọn thì khoảng thời gian t sẽ cho sung đi và về xác định bởi cái khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai sung. Đấy, do vậy thì chúng ta sẽ có công thức là BNS bé hơn hoặc bằng là 1 chia t. Trong đó độ lặp lại của các chuỗi sung phát BNS thì không thể lựa chọn được cái lớn 1 trên t được. Chúng ta nhìn hình, chúng ta có thể có cái nhận xét khách quan hơn. Ứng với mỗi vị trí lấy mẫu được chọn thì cái khoảng thời gian t cho sung đi và cái sung về ấy, nó xác định được cái khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai chuỗi sung. Do vậy thì ta sẽ xác định công thức là BRF sẽ bé hơn bằng 1 trên t. Trong đó BRF là độ lặp lại của các chuỗi sung phát. Ta có thể nhận biết được vị trí dòng chảy. Nếu mà cái khoảng cách giữa BRF ấy, nằm trong cái khoảng thời gian tần số Doppler là delta f, tần số Doppler delta f, thì Doppler sung BW Doppler sẽ có thể nhận biết được vị trí của các dòng chảy. Xong là nó lại có một cái nhược điểm là nó bị hạn chế trong việc là đo các dòng chảy có vận tốc cao do xuất hiện các hiệu ứng là aliasing. Chúng ta nhớ cái hiệu ứng này để chúng ta search trên Google, chúng ta tìm hiểu. Và sự kết hợp giữa Doppler sung và hình ảnh siêu âm hai chiều là điều đó hoàn toàn có thể khả thi. Hình ảnh siêu âm hai chiều cung cấp thông tin về cấu trúc chảy phổ học và để đạt được cái vị trí và cái kích thước lấy mẫu, để đạt cái vị trí và kích thước lấy mẫu. Còn Doppler sung ấy, BW Doppler thì nó cung cấp thông tin về dòng chảy là phần chuyển động hiện diện trong cái cấu trúc giải phẫu chúng ta cần phải khảo sát. Và sự kết hợp để bổ sung thông tin lẫn nhau này được gọi là
sonography. Đấy. Tức là sự kết hợp giữa 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 hai cái thứ nhất là siêu âm Doppler xung và hình ảnh siêu âm hai chiều. Đấy. Thì chúng ta có thể bổ sung lẫn nhau và nó trở thành cái dạng là Doppler sonography này. Đấy. Chúng ta có thể search trên Google để xem. Và ở cái khoảng thời gian mà nó hạn hẹp như thế này thì tôi không trình bày cái lý thuyết này được nữa. Các bạn có thể tra trên Google để tìm hiểu. Thì nói tóm lại thì cái Doppler sonography nó cho phép biết được cái hướng hướng của dòng chảy so với trùng tia siêu âm và góc hợp bởi trùng tia và hướng của dòng chảy, từ đó có thể tính được tốc độ của dòng chảy. Đấy. Đó là toàn bộ những cái về Doppler mode, về các kỹ thuật Doppler được áp dụng liên quan đến cách thức tạo tạo sóng âm mà tôi đã trình bày. Và cái bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây, và các bạn có thể tải cái phần mềm tôi để ở phía dưới cái phần mô tả. Ok, và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài học tiếp theo.